Tờ lực Bookstore và đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2020 Như vậy là chúng ta chỉ còn vỏn vẹn đúng 3 ngày nữa thôi là hết một năm cũ, bước qua một năm mới à, Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi à, bản tin ngày hôm nay à, Trước hết là phần lực thuật những tin à, quan trọng Tổng thống Donald Trump bất ngờ đổi ý à, đồng ý với số tiền 600 đô la cho mỗi người dân Hoa Kỳ trong khi đó thì hạ viện liên bang vẫn muốn bỏ phiếu tăng lên 2.000 mỹ kim cho mỗi người theo yêu cầu của tổng thống trump chiến dịch trích ngừa coronavirus đã bắt đầu tại 27 quốc gia tại âu châu coronavirus biến thể xuất hiện khắp nơi trên thế giới lây lan dễ hơn nhưng có thể sẽ không nguy hiểm hơn và một người hào hiệp trả tiền ga điện cho 114 gia đình lâm cảnh khó khăn tại Florida, nước Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết. <laughs> trước hết là tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, đêm hôm qua thì Tổng thống Trump đột ngột thay đổi ý kiến. Ông đã ký chuẩn thuận cái dự luật của Quốc hội lưỡng viện thông qua từ hôm trước ngày Giáng sinh cái dự luật này gồm có hai phần là 900 tỷ Mỹ Kim để giúp cho gói cứu trợ đợt 2 dân chúng Hoa Kỳ. À, và số tiền còn lại là 1.400 tỷ Mỹ Kim để dành cho ngân quỹ à, hoạt động của chính phủ tài khoá năm 2021. Nếu ông Trump không ký trong đêm hôm qua thì ngày hôm nay là ngày thứ hai một bộ phận lớn của chính phủ liên bang tại thủ đô Washington và những tòa nhà liên bang ở các tiểu bang sẽ phải đóng cửa. Thưa quý vị, như vậy tức là 14 triệu người Mỹ uh, đã hồi hộp suốt ngày thứ Bảy vừa qua bởi vì nửa đêm thứ Bảy là thời hạn chót uh, để họ sẽ không còn hưởng những số tiền dành cho những người thất nghiệp và những trợ cấp khác nữa. Thì uh, Tổng thống Trump đã ký dù chế 24 tiếng đồng hồ. Như vậy tức là trong vài ngày sắp tới thì mỗi một người Mỹ sẽ có được số tiền là 600 Mỹ Kim ở cứu trợ một lần. Ngoài ra thì sẽ có những ngân khoản dành cho những người mà đang phải đối diện với nguy cơ bị đuổi nhà vì không có tiền trả tiền nhà. Đồng thời cũng sẽ được trợ cấp thất nghiệp cho những người nào mất công an việc làm mỗi một tuần lễ 300 đồng. Hành động của Tổng thống Donald Trump hôm Giáng sinh vừa qua, ông không đồng ý với số tiền mà đã được quốc hội, liên bang cả Cộng hòa lẫn Dân Chủ thảo luận trong 8 tháng trời thông qua cái ngân khoản 900 tỷ Mỹ Kim này. Tổng thống Trump yêu cầu là phải đổi lại bởi vì ông không muốn số tiền 600 cho mỗi đầu dân Mỹ. Mà ông nói rằng ông muốn số tiền nhiều hơn, tức là 2.000 Mỹ Kim một người. Thì hành động này của Tổng thống Donald Trump đã gặp sự chỉ trích nặng nề của ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Một vị nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là ông Pat Toomey, nói rằng cách hành xử của ông trump là thất thường và gây ra hỗn loạn trong khi đó thì tổng thống tân cử joe biden cảnh cáo rằng hành động của ông donald trump sẽ gây dẫn tới hậu quả tàn phá nếu mà ông donald trump tiếp tục không chịu ký cái dự luật cứu trợ đợt hai cho dân chúng hoa kỳ và ông joe biden nhấn mạnh rằng uh, tổng thống donald trump từ chối ký như vậy thì rõ ràng đó là hành vi chối bỏ trách nhiệm Ông Joe Biden nói rằng ngay ngày ngay sau lễ Giáng sinh thì nhiều triệu gia đình người Mỹ không biết có đủ tiền để sinh sống hay không vì Tổng thống Trump đã không chịu ký dự luật. Ông Trump nói gì về vấn đề này? À, trong một cái tuyết gửi ra trước đó, trước khi mà đi qua bên Florida để nghỉ Giáng sinh, ông Trump à, phản đối dự luật của Lưỡng viện Quốc hội. Ông nói rằng ông chỉ đơn giản muốn cho người dân của Hoa Kỳ mỗi người 2.000 mỹ kim thay vì chỉ có 600 đô la như dự luật đề nghị. Quyết định uh, này của Tổng thống Trump không ký dự luật đã gây choáng váng cho các nhà lập pháp thuộc cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ vì cuộc đàm phán liên quan đến cái số tiền 600 Mỹ Kim cho mỗi một đầu dân Mỹ đó đã kéo dài 8 tháng trời vừa qua với nhiều con số thay đổi và rốt cuộc thì chính Bộ trưởng Tài chính của Chính phủ Trump là ông Stephen Mnuchin cũng đã thông báo cho tổng thống Trump biết rằng hai bên lưỡng viện quốc hội đã đồng ý chuyển cái dự luật đó cho tổng thống Trump. Và tuần trước, thượng bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin còn rất là vui sướng thông báo với báo chí rằng như vậy tức là trong vòng vài ngày sắp tới thì dân chúng Mỹ đã bắt đầu nhận được cái khoản tiền cứu trợ này rồi. Không ngờ tổng thống Trump lại không phủ quyết mà cũng không có đồng ý. Ông chỉ nói rằng ông muốn thay đổi số tiền đó thôi thì đêm hôm qua thưa quý khán giả ngày chủ nhật 27 tây tháng 12 tổng thống Donald Trump gửi ra một cái tweet nói rằng ngày mai tức là ngày hôm nay đây này uh, hạ viện của liên bang sẽ họp để mà bỏ phiếu nhằm mục đích tăng cái số tiền 600 mỹ kim đó lên thành 2.000 mỹ kim và như vậy thì mỗi một gia đình Hoa Kỳ 4 người sẽ nhận được 5.200 mỹ kim và thượng viện liên bang cũng sẽ bắt đầu cái thủ tục thảo luận để bỏ phiếu về vấn đề này có một vị dân biểu của Đảng Cộng Hòa là ông Tom Ritz của tiểu bang New York đồng ý là ông sẽ bỏ phiếu ngay để mà tăng số tiền từ 600 lên 2000 trong khi đó thì bà Chủ tịch Hạ viện Liên bang là dân biểu Nancy Pelosi sáng ngày hôm nay nói rằng bà sẽ đưa vấn đề này ra trước toàn thể Hạ viện để thảo luận và bảo biểu quyết Bà kêu gọi Tổng thống Donald Trump rằng Tổng thống Trump hãy nói với những vị dân cử của Đảng Cộng Hòa đó đến họp và bỏ phiếu ngay cái số tiền 2.000 đồng này. Bà nói rằng mục đích của phía dân chủ đó là muốn ghi vào hồ sơ về việc bỏ phiếu thuận hay chống của các dân biểu Đảng Cộng Hòa. Bà nói rất rõ là tất cả những vị nghị sĩ nào của Đảng Cộng Hòa đó mà bày tỏ thái độ chống lại cái ý kiến là muốn tăng số tiền để lên tới 2.000 người dân chúng Mỹ đó, thì điều đó phải hiểu rằng những người của Đảng Cộng Hòa đó đã chối bỏ các hoàn cảnh khó khăn kinh tế mà nhiều người dân Mỹ đang phải gánh chịu hiện nay Thưa quý vị, điều đó có nghĩa là sẽ có một cái dự luật đã được Tổng thống Trump phê chuẩn đêm hôm qua gồm có 900 tỷ Mỹ Kim để giúp cho Uh, dân chúng Mỹ ở trong đó mỗi một gia đình uh, nếu mà bốn người đã có được hai ngàn và vì mỗi người sáu trăm nhưng mà sáng nay đó thì hạ viện liên bang vẫn cứ tiếp tục họp theo lời kêu gọi của tổng thống Trump để có thể có một dự luật khác nữa tức là tăng số tiền sáu trăm lên thành hai ngàn chúng ta chưa biết về mặt kỹ thuật thì làm cách nào để điều chỉnh được cái số tiền này trong một cái thời gian sớm nhất trước mắt để dân chúng, đặc biệt là 14 triệu người dân Mỹ mà bị thất nghiệp đang khó khăn nhận được cái khoản tiền trợ cấp đợt 2 của chính phủ. Liên quan đến vấn đề chủng ngừa COVID-19 trên toàn thế giới thì kể từ ngày hôm qua, 27 quốc gia tại Âu Châu đã bắt đầu chiến dịch uh, trích ngừa um, um, vaccine COVID-19 và họ sử dụng hai cái loại thuốc uh, của Bio, uh, Pfizer and BioNTech mà đã được cơ quan dược phẩm của Âu Châu cho phép như vậy tức là những nước đầu tiên trong cái chiến dịch này được uh, chích ngừa vaccine là gồm có ý pháp nước áo bồ đào nha tây ban nha vân vân riêng tại nước đức thì hàng chục triệu uh, nghìn liều thuốc đã được chuyển đến các cơ quan y tế các vùng để phân phối tới các địa phương và cư dân của các viện dưỡng lão những người già trên 80 tuổi và nhân viên điều dưỡng tức là những người làm việc tại các vùng dưỡng lão đó sẽ là những thành phần đầu tiên được chích ngừa COVID-19. Bộ trưởng Y tế của nước Đức đã so sánh việc chích ngừa COVID-19 như là một món quà Giáng sinh đến cho dân chúng nước Đức. Nhưng mà ông cũng lưu ý rằng cái chiến dịch này sẽ cần có thời gian dài để có thể hoàn tất cái việc chích ngừa cho toàn dân Đức. Cho tới sáng ngày hôm nay, đã theo cuộc thăm dò dư luận của báo chí bên Đức, thì 2 phần 3 những người trả lời cuộc phỏng vấn nói rằng họ muốn được trích ngừa ngay nhưng vẫn còn một số người muốn đợi thêm một thời gian nữa đã, thử xem cái thuốc này có thực sự an toàn hay không. Tại Pháp thì từ ngày hôm qua đã có một đợt đầu trích ngừa cho những người lớn tuổi trong các viện dưỡng lão và nhân viên y tế tức là bác sĩ, y tá và những người làm việc trong bệnh viện. Chính phủ Pháp lo ngại là có thể xảy ra một cái làn sóng đại dịch nữa uh, gọi là làn sóng thứ ba trong vài tuần lễ sắp tới uh, sau khi mà dân chúng Pháp dù đã tuân thủ tối đa những lệnh quy định của chính phủ nhưng mà vẫn không tránh khỏi cái tình trạng tụ tập trong ngày lễ Giáng sinh và đầu năm uh, dương lịch. Ngoài ra thì nước Pháp còn phải đối diện với một mối lo nữa đó là cái con Covid uh, 19 mà đang biến thể hiện nay đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Cái loại coronavirus biến thể này, người ta thấy rằng nó xuất hiện ở bên Anh vào tháng 9 vừa qua. Nhưng mà cho tới nay đó, thì nó đã biến thể và xuất hiện ở nhiều quốc gia tại Âu Châu, tại Canada, tại Nhật, tại Singapore, tại Israel, tại Nigeria và tại Nam Phi. Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực dịch tễ học và các nhà khoa học, thì biến thể mới của coronavirus có khả năng lây lan dễ hơn, lây lan nhanh hơn, nhưng có thể sẽ không nguy hiểm hơn cái đợt uh, covid 19 cũ. À, các nhà sản xuất vaccine từ uh, Pfizer, BioNTech cho tới Moderna của nước Mỹ uh, đều khẳng định rằng vaccine của các hãng dược phẩm này có khả năng để ngăn ngừa và trị um, được cái loại coronavirus biến thể thưa quý vị hiện nay đó thì covid 19 biến thể người ta đã tìm thấy được tại Anh và từ Anh lan qua khắp Âu Châu qua Pháp Đức Hòa Lan Ý Thụy Sĩ Tây Ban Nha Thụy Điển vân vân tình hình tại nước Mỹ thì ngày hôm qua bác sĩ Anthony Fauci đã đưa ra một cái lời cảnh cáo nghiêm trọng ông nói rằng uh, trong những ngày sắp tới đây sau khi mà người dân Mỹ đã hưởng Giáng sinh đó thì sẽ có một cái đợt uh, bùng nổ um, coronavirus nữa tại Hoa Kỳ và ông uh, bác sĩ Anthony Fauci hoàn toàn đồng ý với lời cảnh báo của tổng thống đắc cử Joe Biden khi ông Joe Biden nói rằng trong vài um, thời gian sắp tới đó sẽ là một cái giai đoạn cực kỳ đen tối uh, đối với sức khỏe của dân chúng Hoa Kỳ bởi vì chúng ta cũng biết là trong những ngày vừa qua uh, và cho hết cái mùa uh, Tết Tây năm nay tức là kéo dài tới ngày mùng 3 Tây tháng Giêng năm 2021 thì theo ước tính của cơ quan AAA và cơ quan TSA tức là kiểm soát về an ninh của các phi trường Mỹ có bao khoảng 85 triệu người dân Mỹ di chuyển bằng máy bay, bằng xe lửa, bằng xe điện ngầm, bằng xe bus hoặc là bằng phương tiện cá nhân của gia đình mình để đi về thăm Giáng sinh gia đình và hưởng một mùa Tết Tây. Cho nên, sau Giáng sinh và sau Tết Tây sẽ có một đợt bùng nổ nữa y hệt như đã từng xảy ra trong ngày lễ Thanksgiving vừa qua thì nước Mỹ thưa quý vị riêng tháng 12 tính từ đầu năm xin lỗi quý vị tính từ ngày mùng 1 đầu tháng này cho tới hôm nay đó tổng cộng số người Mỹ bị thiệt mạng vì coronavirus trong vòng 28 ngày là 63.000 người tình hình coronavirus trong cộng đồng người Việt tại quận Cam miền Nam California thì một cái bài viết của phóng viên Đài uh, Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Văn Việt Ngữ chạy một cái tựa đề có thể mô tả được cái tình hình tại quần cam. Uh, tựa đề là California vỡ trận nghệ sĩ mắc Covid vì chủ quan uh, Bài viết rất dài, chúng tôi chỉ tóm tắt uh, như thế này. Uh, nói rằng cho tới ngày hôm nay đó thì đại dịch coronavirus uh, đã khiến cho 23.635 người tại California bị thiệt mạng tính từ khi tháng 3 cho tới giờ và tàn phá cái nền kinh tế của California khiến các cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa. À, và ban Việt ngữ đài VOA còn chạy một cái dòng chữ là ngày Giáng sinh chết chóc của California đánh dấu bằng lời kêu gọi của thống đốc tiểu bang là mọi người đừng có tụ tập đoàn tụ với người thân và cũng tránh tụ tập uh, trong những nhà thờ nhân dịp lễ giáng sinh. VOA trích thuật lời của thống đốc Gavin Newsom cho biết là các bệnh viện tại California đã quá sức chịu đựng, nghĩa là cái số giường bệnh ICU không còn nữa. Và vào đêm giáng sinh thì California đã trở thành tiểu bang đầu tiên uh, của nước Mỹ mà số người bị nhiễm Covid-19 vượt quá 2 triệu người. Và bà VOA đã phỏng vấn uh, Nhạc sĩ Trung Nghĩa là một nghệ sĩ đánh đàn guitar và được mô tả là có bàn tay vàng khi mà trình tố đàn guitar đó. Thì nhạc sĩ Trung Nghĩa hiện nay đang sống tại miền Nam California. À, ông Trung Nghĩa có nói với đài VOA rằng ông đã bị uh, dương tính COVID-19 10 ngày và phải cô lập ở nhà tự điều trị và cách ly. Ông nói rằng nhờ tập tạ 30 năm vừa qua cho nên sức khỏe tương đối hồi phục uh, sớm và ông ấy trong 3 bốn ngày đầu thì uh, giọng nói thều thào mệt lắm lận và ông uh, có dùng một, một cái phương pháp là sông nước nóng với lá bưởi lá xả cho thêm dầu vào mỗi ngày mà ông cho rằng đây là một cái phương pháp rất tốt là có thể giúp cho ông đi kèm với cái việc uống thuốc trừ sinh và telenon để hồi phục sức khỏe và bây giờ thì ông đang hồi phục lại ông uh, nhạc sĩ trung nghĩa còn nói với ban Việt ngữ đài VOA rằng thực sự là dạ, ông là người rất là chủ quan. Ông là người ủng hộ nhiệt thành với Tổng thống Donald Trump. Và ông có thừa nhận là ông đã từng chủ quan trước dịch bệnh. Ông nói rằng trước kia ông nghĩ dịch bệnh là không có gì nghiêm trọng cả. Và vì vậy cho nên ngày nào ông cũng đi ra ngoài phố uống cà phê, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện. Và ông cũng chủ quan, đó. ông nghĩ rằng mình đã tập tạ 30 năm trời cho nên khỏe và y y. Thì bây giờ ông uh, trả lời đài VOA và ông kêu gọi mọi người là đừng nên coi thường COVID-19. Uh, và ông nói câu này, uh, sự chủ quan của một số người Việt trước COVID là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Ông còn cho biết là có một số người quen của ông đùng một cái lăn ra chết vì COVID-19. Và có một người em uh, kết nghĩa với ông ở trong làng văn nghệ mới có 55 tuổi thôi đã bị dính Covid và um, qua đời. Trong giới nghị sĩ, theo lời ông Trung Nghĩa, có rất nhiều người bị Covid-19 nhưng người ta giữ kín không muốn tiết lộ ra ngoài mà thôi. Thưa quý vị, trong suốt một tuần lễ vừa qua, uh, chúng tôi uh, có gặp gỡ một số người Việt đến uh, từ lực bookstore mua sách. Uh, lúc bước chân ra ngoài xe, chỗ parking lot có gặp một số người Việt Nam. Người quen có, người không quen có nhưng mà có trao đổi với nhau. Thì một trong những cái chuyện mà cộng đồng ở đây tôi đoán rằng uh, cũng là cái sự phổ thông trong cái cộng đồng của người, người bản xứ cả nam giới đến nữ giới tóc dài ngoằng ngứa ngáy mà không có cách nào cắt tóc được bởi vì các tiệm cắt tóc bị đóng cửa hết uh, cho nên mọi người cũng có gọi là đưa cho ra một vài ý kiến uh, là nên đi vào CVS hoặc đi vào Walmart đi mua cái máy cắt tóc bằng điện đó uh. nam giới thì tự về cắt lấy một mình thì xem sao bản thân chúng tôi cũng đã nghe theo lời góp ý này thoạt đầu thì tính muốn cắt ngắn thôi nhưng mà sau đó càng cắt thì nó càng thấp xuống là bởi vì mình không cắt bao giờ cả bằng máy nó quen thành thử ra trông nó lởm chởm cái lắm nhưng mà sáng nay khi tới từ lực đi làm thì cũng gặp một ông bạn khác ông cũng gỡ cái nón ra ông bảo tóc tôi với thằng ông y hệt nhau bởi vì không đi tiệm hết tóc được cho nên dùng máy mua ở ngoài tiệm để tự cắt lấy một mình Sáng nay thì tin của tờ Orange County Register và tờ LA Times cho biết là tại Los Angeles, thị trường của thành phố này đang cân nhắc là có thể sẽ gia hạn cái lệnh đóng cửa thêm một thời gian nữa và yêu cầu dân chúng ở nhà thêm một thời gian nữa. Đúng ra theo những quy định của thống đốc Newsom, thì ngày hôm nay là ngày thứ hai, này, 28 tháng 12, một số những thành phố của California sẽ được dỡ bỏ cái lệnh yêu cầu dân chúng ở nhà Thế tuy nhiên uh, california căn cứ vào cái số lượng giường mà hiện nay trong khi khu vực săn sóc đặc biệt icu uh, ở các bệnh viện còn ở mức độ nào nếu dưới 15%, đó thì khu vực đó vẫn được xem như là có nguy cơ rất lớn sự lây lan của covid 19 thành thử ra uh, tiểu bang vẫn cân nhắc cái biện pháp là có thể gia tăng cái thời hạn mà yêu cầu dân chúng ở nhà thì Los Angeles đang gần nhắc biện pháp đó có thể sẽ thông báo trong một thời gian sắp tới đây Ngày hôm Giáng sinh vừa qua và ngày thứ bảy tổng số người mà bị lây nhiễm COVID-19 tại Los Angeles là 30.000 người và chỉ trong hai ngày thôi là ngày Giáng sinh và ngày thứ bảy thì số người chết vì COVID tại Los Angeles là 136 người và cứ đổ đồng mà thưa quý vị trong mấy tuần vừa lễ vừa qua đó, một ngày ở miền tại um, Los Angeles số người bị lây nhiễm là khoảng 14 ngàn và 88 người 88 người bị thiệt mạng liên quan đến cái vụ nổ mà thoạt đầu gọi là bí ẩn uh, tại thành phố Nashville ở từ bang Tennessee vào đúng sáng Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua thì tin sáng nay của hãng thông tấn Reuters đã trích thuật một lời một cuộc họp báo của một viên chức đại diện cơ quan FBI tại Nashville cho biết rằng uh, cái nghi can 63 tuổi trong cái vụ uh, nổ bom vào sáng ngày Giáng sinh đã bị thiệt mạng uh, trong vụ nổ này. Uh, thưa quý vị, vụ nổ đã làm cho ba người bị thương uh, và làm hư hại hơn 40 cơ sở kinh doanh trong thành phố. Uh, các chuyên gia pháp y của cơ quan FBI đã lấy các mẫu uh, DNA uh, thu hồi được ngay tại hiện trường vụ nổ và họ đối chiếu với mẫu DNA của một nghi phạm tên là Anthony Q. Warner là người có căn nhà ở thành phố Antioch và FBI đã đến khám căn nhà này hôm 26 tháng 12. Họ đem so hai cái mẫu DNA thì họ thấy rằng nó là một. Cho nên FBI kết luận rằng cái người đàn ông tên là Anthony Q. Warner làm chủ căn nhà ở thành phố Antioch đó là người đã chết cùng một lúc với chơi bom phát nổ tại cái xe RV mà ông ta đậu trên một con phố trung tâm của tiểu bang Tennessee, tức là Nashville. Thưa quý vị, thoạt đầu thì cảnh sát đã đến uh, điều tra cái, cái, cái xe cắm trại RV này bởi vì có người báo cáo là nghe thấy tiếng súng nổ. Nhưng mà khi cảnh sát tới nơi đó, thì họ thấy trong từ chiếc xe RV đó có phát một cái đoạn băng thâu trước, uh, phát ra một cái đoạn nhạc cái tựa bài nhạc đó tên là Downtown uh, của nghệ sĩ nổi tiếng Petula Clark. Và cứ mỗi lần phát một đoạn nhạc xong thì lại uh, chuyển qua cái tiếng đếm uh, countdown tức là đếm từ 10 xuống tới 1 đó. 10 9 8 6 7 xong đó lại một cái đoạn nhạc cái bài countdown. Downtown xin lỗi quý vị. Thì cảnh sát lập tức đã phong tỏa khu vực đó và lệnh phong tỏa vừa mới xong thì xảy ra cái vụ nổ khiến cho ba người bị thương và ngay tại cái trung tâm của AT&T làm gián đoạn các dịch vụ di động Internet và truyền hình trên khắp trung tâm của Tennessee và một phần của bốn uh, tiểu bang khác nữa. Như vậy tức là uh, FBI đã đi tới một kết luận cái vụ nổ này nhưng họ chưa biết nguyên nhân và cái động cơ nào khiến cho cái khi ông Anthony Q. Warner này lại cài đặt một cái quả bom vào trong chiếc xe RV để gây ra nổ vào sáng ngày Giáng sinh và cuối cùng là liên quan đến một tấm lòng của một ông cụ 74 tuổi sống tại cái thị trấn tên là go the Breeze ở tiểu bang Florida. À, thưa quý vị dân dân chúng tại cái khu vực này đã đã bị uh, cái trận bão uh, Sally thời gian vừa qua gây nhà cửa bị hư hại, kinh tế khó khăn. Đó là chưa kể rất nhiều doanh nghiệp và những cá nhân đã không đủ tiền trả tiền bưu điện thoại, uh, tiền ga, tiền uh, điện. À, trong uh, lúc mà uh, chờ đợi cái số tiền cứu trợ của chính phủ liên bang về coronavirus thì uh, cụ ông uh, Mike uh, Asman này uh, nói với báo chí rằng cách đây ít năm thôi, ông đã từng rơi vào cái hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế. Bởi vì ông làm chủ một doanh nghiệp uh, chuyên xây dựng uh, những cái hồ bơi uh, cho dân chúng tại Gold Reefs nhưng mà doanh nghiệp của ông đã bị thất bại, ông gặp khó khăn lắm. Sau đó thì ông đã phục hồi trở lại trong thời gian gần đây. Cho nên ông bảo rằng ông muốn uh, chia sẻ cái uh, lợi nhuận mà ông có được với những người khó khăn. Năm vừa qua, tức là 2019, ông đã tới hội đồng thành phố uh, uh Go bỏ ra số tiền 4.600 Mỹ Kim để trả bill điện ga cho 36 gia đình năm nay thì ông nói rằng coronavirus và cái trận bão sơ ly làm cho nhiều người khó khăn quá. Ông đã đến hội đồng thành phố và bỏ ra số tiền 7.615 Mỹ Kim để cho 114 gia đình được xóa cái tiền nợ của thành phố liên quan đến bưu điện, bưu ga và ngay cả bưu điện thoại của họ nữa. Ông bỏ ra cách tốt nhất để giúp cho những người đồng này. Thì 114 gia đình tại Goprize Ngày hôm qua đã nhận được uh, thư và trong lá thư bà, Hội đồng Thành phố báo cho họ biết rằng họ không còn nợ một đồng xu nào cả cái tiền ga và tiền điện trong thời gian vừa qua. Thì điển hình là bà Kimberly Haywood bà có hai đứa con trai nhỏ mùa Giáng sinh vừa qua thì bà mang ơn ông uh, Mike Esmond nhiều lắm. Bởi vì bà nói rằng khi bà nhận được cái thư cho biết là cái số tiền mà bà nợ tiền ga đó không phải trả nữa. Thì bà dành cái số tiền dành dụng được đáng nghĩa trả cái tiền bill đó. và đi mua hai món đồ chơi cho hai đứa con trai nhỏ. Bà nói đúng là phước lành đến với gia đình bà. Thưa quý vị, ông già Noel có thật trên cuộc đời này. Đó là một trong những ông già Noel là ông Mike Esmond uh, của uh, thị trấn Gulf Breeze ở bên tiểu bang Florida chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một bình luận trường ngày hôm nay Nhà sách Từ Lực Hân Hạnh giới thiệu với quý đạo độc giả tác phẩm Môn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong. Môn Kiếp Nhân Sinh là một bức tranh lớn với vô vàn mảnh ghép cuộc đời, một cuốn phim đồ sộ, sống động với những kiếp sống huyền bí, trải dài từ nền văn minh Atlantis thịnh vượng, đã biến mất qua vương quốc Ai Cập cổ đại hùng mạnh đến hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Thomas, người bạn tâm giao với tác giả Nguyên Phong, đã chia sẻ những trải nghiệm, bài học tiền kiếp từ nhiều kiếp sống để mọi người trên thế giới cùng khám phá chiêm nghiệm giữa lúc trái đất đang gặp nhiều tai ương biến động khủng hoảng từng ngày tương lai mỗi con người mỗi tổ chức mỗi quốc gia và hành tinh sẽ ra sao trong thời gian tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử nhìn nhận và thức tình của từng cá nhân từng tổ chức từng quốc gia đó nhân quả đừng để thấy mới tin nhân quả là bảng chỉ đường hướng con người tìm về thiện lương tác phẩm muôn kiếp nhân sinh của tác giả nguyên phong hiện đang bán tại nhà sách tự lực địa chỉ là 14318 bốn street thành phố garden Grove, california 92843 điện thoại miễn phí là một tám và số điện thoại để quý độc giả gọi trực tiếp vào cho tự lực bookstore là 714 676 8310 714 676 8310 độc giả xa muốn mua sách xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www tự lực com nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm đi đọc và viết sáng tác mới nhất của nhà văn phạm xuân đài phạm xuân đài viết không chỉ nhằm xuất bản một tác phẩm thuần túy tưởng tượng mà là một cuộc hành trình khám phá chính bản thân mình qua các kinh nghiệm sống thực để rồi soi chiếu ngược lại tâm hồn mình. Đúng như tựa của cuốn sách là đi, đọc và viết. Phạm Xuân Đài ghi lại những chuyến ngao du, ông quan sát, ông thu thập rồi gạn lọc từng cảnh quan, từng sự kiện liên quan đến người và việc rồi từ tốn dàn trải trên những trang giấy. Như thế ông đang sống lại cảm giác của từng giây phút khi ông dừng lại các bến bờ vừa đặt chân tới, các vùng đất vừa bỏ lại sau lưng, để rồi rong ruổi đến một chặng nghỉ chân kế tiếp. Phạm Xuân Đài hơn 20 năm trước đã viết đoàn ký Chùa là cái thiện của làng, vẽ lên một quê hương Việt Nam tan rã. Người dân Việt Nam chỉ còn biết trông vào tính thiện của hồn thiêng sông núi để có chút uh, an tâm khi nghĩ đến tương lai nay thì phạm xuân đài viết đi đọc và viết để tìm cái riêng của bản thân mình và đồng thời cũng là cái chung của rất nhiều người tác phẩm đi đọc và viết của phạm xuân đài hiện đang bán tại nhà sách tự lực địa chỉ là 14318 bốn brookhurst street thành phố garden room tiểu bang california 92843 điện thoại miễn phí là một 1888 -204, 204 7749 và số điện thoại được độc giả gọi trực tiếp vào từ lực bookstore là 714 676 8310 714 676 8310 Quý độc giả ở xa muốn mua sách xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tulực.com Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 hoặc ghé trang nhà tự lực com